31。このレストランは客の予算いくつかのコースを用意してくれる。Cái nhà hàng này ấy. Đây là ngân sách của khách. Họ chuẩn bị một vài cái thực đơn. Ni kurabete, ni sakidate, ni ojite và ni mukete. Đúng, đây là mấy mọi người? Ba, đúng rồi, ba nhá. Cứ mạnh dạn đã làm rồi thì nói cái đáp án mà mình đã chọn nhá. Nikrabete không được, bởi vì sao nhỉ? Không có so sánh cái nọ với cái kia này. Nisakidate mọi người có nhớ là gì không? Chuẩn bị trước khi cái đằng trước thì làm cái đằng sau đúng không? Chuẩn bị trước ấy. Đấy, sai này. Nimukete hướng tới. Sai đúng không nhỉ? Không phải dành cho đâu. Dành cho là mukê không còn ý nhá. Mukê, muki không còn ý mới là dành cho. Ví dụ kodomo mukê no hon hay là otona mukê no ho no manga chẳng hạn. Thì dùng mukê, nhưng đây là ý là hướng tới. Ví dụ như là gakuse tachi wa shike ni mukete isshokenme fukushu shite ru chẳng hạn. Học sinh đang ôn tập chăm chỉ hướng tới kỳ thi. Không phải. Câu 32. Gakko ni kuru saifu o wasureta no ni kizuita. Đến trường tôi nhận ra là quên ví. Mấy đây? Một. Tochu de là gì các bạn? Dọc đường. Trên đường, giữa đường, đúng rồi. Giữa đường đến trường thì tôi nhận ra điều này. Chư đề ní là gì mọi người? Nhân tiện. Nhân tiện, tiện thể. Sai nhá. Na cả đế. Trong đó. Trong đúng không? Trong đó. Không dịch như vậy nhá. Đấy. Trong đó là không đúng này. Uchi ni. Tranh thủ lúc. Trong lúc. Tại sao không phải là mang nghĩa là trong lúc đến trường thì tôi nhận ra điều này? Không. No. Các kiểu sự biến đổi tự nhiên. Khoảng thời gian. Tôi không biết nói sao nhưng mà không phải đâu. Nó phải là biến đổi tự nhiên chứ đâu có phải là cái. Đúng rồi, cái kiểu thế. Không, đây là tôi nhận ra cái điều này mà cũng có thể coi là một cái điều mà mình gì nhờ. Các bạn nói nhưng mình cũng có ý đúng. Ý là nó phải là những cái biến đổi tự nhiên thường không liên quan đến bản thân mình ấy. Đấy. Thế nhưng mà cái việc mà nhận ra cái điều gì đó thì nó cũng có thể chấp nhận được nhá. Chẳng hạn như là giống như là trong lúc học thì tôi ngủ quên ấy. Đấy. Thì tôi nhận ra này nó cũng không phải mang tính ý chí đâu. Nhưng mà nó không thể ưu chí ní được. Bởi vì sao? Bởi vì đằng trước đó nếu mà chọn là trong lúc thì nó phải là gì nhờ? Nó phải là một hành vi tiếp diễn chứ. Đúng không? Đúng. Đang đi đến trường thì tôi nhận ra. Chứ đây là người ta dùng kuru thì không phải mang tính chất tiếp diễn, như vậy không thể dùng được ưu chí ní. Nên là loại này. Tiếp theo câu số 33. Fumikiri jiko no tame ni 2 jikan đen xạ ga stop shimashita. Vì tai nạn ở cái chỗ chắn tàu cho nên tàu điện đã dừng 2 tiếng. Nitsuki, Nitsude, Niwatari và Nitomonai. Đúng là mấy đây? 3. Tại sao lại là 3 mọi người? Kéo dài. Nó là trải khắp, kéo dài khắp chứ đúng không? Đúng rồi, suốt nhá. Suốt 2 tiếng. Nitsuki là gì mọi người? Khi á, Nitsuki mà nghĩa là khi á. Mỗi lần. Nitsukete mới là mỗi lần. Nitsuki nó là vì đang. Đúng không? Nó dùng để gì đây? Nó dùng để ví dụ này, Kyujitsu Nitsuki. Đúng nhỉ? Kyūkan sasete itadakimasu. Bởi vì là ngày nghỉ cho nên chúng tôi xin phép đóng cửa quán nhá. Nitsure. Dẫn theo. Nó chính là cách dạng lửng của Nitsurete đấy. Kéo theo đúng không nhỉ? Hay là cùng với Nitomonai. Chính là của Nitomonate nhá. Vẫn là cùng với càng đúng nhỉ? Đây là dạng lửng các bạn nhá. Dạng T là Nitomonate thì dạng lửng là Nitomonai. Câu 34. Ikai shibai shita kurai de soko made waruku iwanakute mo ii daro. Mấy đây? Nanimo. Đúng rồi, nanimo. Bởi vì sao nhỉ? Không thể nói cái gì ạ. Bởi vì thẻ gì đây? Nhà tôi dùng thẻ nai này. Nai phải đi với nanimo đúng không nhỉ? Cỡ mà chỉ có thất bại một lần ấy thì có lẽ là chẳng cần gì phải nói. Nói gì đây? Nói xấu đến mức đó đúng không? Nhá. Nào, câu số 34 n mấy? Nanimo này. N5. N5.
Nani môn nai là N5 học rồi. Ba ba N mấy? Ba. N2. N2. Niu à ta dự là N2 nhá. 32. Tô chư đế. 4 hay 3? N4. Niu ô gì tế? N2. Đúng rồi, N2. Rồi tiếp theo. Câu 35 nhá. Tanaka senshu wa zen taikai ni tsuzuite kon taikai de mo yushou hatashita. Vận động viên Tanaka ấy thì tiếp nối cái kỳ đại hội trước thì ở trong kỳ đại hội này cũng đã hoàn thành được chức vô địch, giành được chức vô địch. Kare no kongo no katsuyaku ni shuui no kitai wa takamaru. Cái kỳ vọng của những người xung quanh với hoạt động sau này của anh ấy dâng cao. Mấy đây? 4. Rồi 4, tại sao lại là 4 biết không? Ngày động càng. Từ là động từ. Ngày càng. Takamaru động từ diễn tả sự biến đổi. Đúng rồi, ngày càng tăng cao. Không thể là chiêu xin là trọng tâm này, đúng nhỉ? Tình hình, lý do hay là nguyên nhân được nhá. Ipo là đang chính xác. Tiếp theo câu 36. Kore da ke keiki ga waru no ni zeki o age you to suru no wa watashi tachi kokumin ni wa rikai. Tình hình kinh tế nó tồi tệ như thế này, ấy vậy mà cái việc cố gắng nâng thuế ấy, thì dân tình chúng mình hiểu. Shisugiru là gì đây? Quá hiểu. Quá. Mới sai. Sai. Shigantai. Khó hiểu. Khó mới hiểu. Sai. Đúng. Đúng rồi. Shikanenai. Có thể hiểu. Có thể hiểu đúng không? Đúng rồi. Nhớ nhá. Shikaneru là khó, nhưng mà shikanenai lại là có thể, là sai đúng nhỉ? Shigachi. Xu hướng. Xu hướng. Có xu hướng, có khuynh hướng. Sai luôn. Đúng phải là A nhá. 37 này. Trong mail nhá. Tanaka desu. Senjitsu ohanashi ga atta speech no ken nan desu ga zehi watashi ni. Tanaka đây, việc về chuyện về cái màn phát biểu mà đã nói chuyện mấy hôm trước, nhất định là watashi ni. Đấy, các bạn thấy là trợ từ ni này. Nhất định là gì đây? Hãy cho tôi làm, đúng rồi. Vậy thì ở đây chỉ có một cái duy nhất là hãy cho tôi làm là mấy? 4. 4 á? Thật 4 lắm đấy. 2 chứ. 2. Đúng rồi. 2 nhá. Phân tích nhá. 1 nhá. Yatte itadakenai desu ka? Mọi người có biết cái này dùng khi nào không? Nhận việc làm gì đó từ ai nhá. Thì đây mình nói với người khác. Ví dụ này. Sensei. Yatte itadakenai desu ka? Sensei làm cho em được không? Đấy. Còn watashi ni thì không thể dùng cái này được. Yarasete itadakenai là gì đấy? Tôi có thể nhận cái việc cho phép làm đúng không? Nhận việc cho phép làm tức là người ta cho mình làm. Ok, thỏa mãn về ý nghĩa này. 3 nhá. Yatemo yoroshi desu ka là gì? Tôi làm có được không? Tôi làm có được không? Tôi làm có được không? Nghĩa thì ok, tại sao lại sai biết không? Ní ở watashi. Đúng rồi, bởi vì watashi ní. Nếu như vứt cái watashi ní đi ấy, chỉ nói là zehi. Gì nhỉ? À không, thực ra là sai một cái nữa. Đấy là cái chỗ gọi là đi viết từ zehi nữa. Đúng không? Đi từ zehi này này. Cũng không thể dùng biểu hiện là xin phép. Đúng rồi, yoroshi desu ka nhá. Đấy. Nếu mà chúng ta bỏ zehi và watashi ni đi ấy, thì các bạn vẫn có thể nói là yatemo yoroshi desu ka, là tôi làm có được không thì vẫn ok. Nhưng mà vấn đề là có zehi và watashi ni không thể chọn được cái này. Nên là loại này. Cái số 4. Yarasetemo yoroshi desu ka là gì mọi người? Tôi cho anh làm có được không, đúng không? Đúng không? Dạng sai khiến nhá. Tôi cho anh làm được không là sai. 37 N mấy? 4. Đúng rồi, N4. 36. Ga tai. N2 ạ. Đúng rồi, N2. 35. Ipo N mấy? N3. N2 nhá. N3 mới học Bakari đà thôi, chứ học Ipo đà. Rồi. Tiếp theo 38 này. Yamashita này. Tanaka kun, kimi mata Osaka ni suchou nan datte? So nan desu yo. Tsui kono mae mo suchou ni nan desu kedo ne. Tanaka này, nghe nói là cậu lại phải đi công tác Osaka. Đúng rồi. Mới đây, đúng nhỉ? Vừa mới đây. Công tác nhá. Ní này. Nào,
Ikarita mama có dùng mama không mọi người? Không. Không, bởi vì sao? Mama là gì nhỉ? Giữ nguyên trạng thái. Ở trong khi người này đã đi về rồi không thể dùng trạng thái giữ nguyên được, loại luôn được. Hai. Hai, chỉ còn bakari thôi. Ờ. Thì bây giờ dùng nghĩa đúng không? Tà bakari là vừa mới đúng không nhỉ? Rất là hợp với lại tsui konomae là vừa mới bị. Vừa mới bị bắt đúng không nhỉ? Số 3 là gì đấy các bạn? Ikareta bakari là thẻ gì? Bị động. Thẻ bị động. Đúng hay sai? Sai ạ. Đúng. Sai, không ai nói là tôi. Bị bắt. Đúng rồi, phải là bị bắt, phải là thẻ sai khiến bị động nhá. Nên là chúng ta loại đáp án số 3 đi. Ikasareta bakari có nghĩa là vừa mới bị bắt đi công tác đợt vừa rồi xong. 4 này. Đâu phải như một ai Dioko ni ikasareta bakari. Để đã sao em rồi đấy. Đăng ảnh cả tuần cái gì nữa. Shigoto no aimai ni tokidoki toku o miru. Đây có tsukare nikuku natta. Aima đây các bạn biết là gì không? Aima nó là khoảng nghỉ nhá, khoảng trống giữa các công việc ấy. Thỉnh thoảng nhìn ra xa. Đấy, thỉnh thoảng nhìn ra xa. Và lúc mà nghỉ giữa giờ ấy, hoặc là trong cái khoảng trống giữa các công việc ấy, đằng sau là mắt tôi nó đã trở nên là khó bị mỏi. Đấy, ví dụ các bạn mà nhìn vào màn hình lâu ấy, thỉnh thoảng các bạn để mắt nó ra, nhìn ra xa một tí cho nó đỡ, nhất là mấy bạn làm văn phòng hay là làm IT chẳng hạn, như bạn Hoàng chẳng hạn, hãy để ý đến cái vấn đề này. Bây giờ các bạn sẽ xem ngữ pháp này phải chọn là ngữ pháp mấy. Mấy các bạn? Có thể dùng một được không? Tokoro ni được không? Các bạn có những ngữ pháp tokoro ni dùng khi nào không các bạn? Sẽ đoán là các bạn quên rồi. Tokoro ni nhá, là đằng trước đang V1 đang tiếp diễn ấy, thì hành động đằng sau nó hướng vào. Nó thường dùng với lại những cái động từ đi với trợ từ ni hoặc ế. Ví dụ như là kaeru này, kuru này, modoru này, gì nữa nhỉ, hairu. Ví dụ này, hirune shite iru tokoro ni. Đấy. Haha wa modotte kita. Tôi đang ngủ trưa ấy thì mẹ tôi quay về, hay là tôi đang chơi game đúng không thì giáo viên bước vào lớp, vân vân. Ở đây nó không phải là cái tính chất mà đang làm phía trước, mà có cái đằng sau nó hướng đến. Đấy, nên là chúng ta sẽ loại được cái 1 và cái số 3. Có ai đây lần đầu tiên thấy kiến thức ngữ pháp này không? Em nhớ trong N3 ấy, sao? Đúng rồi, trong N3, bài đầu tiên của N3 là học về tokoro đấy. Phân biệt tokoro ni, e, de, o, ga. Em có nhớ tokoro ni, e. Còn 2 với 4 nhá. Yonishita tokoro. Nào, chúng ta có số 2. Các bạn có nhớ tokoro lửng câu mang nghĩa là gì không? Sau khi ạ. Đúng rồi. Sau khi làm A thì có kết quả. Hợp lý không? Hợp lý đúng không? Hợp lý với lại Yonishita là gì? Cố gắng. Sau khi tôi cố gắng thỉnh thoảng nhìn ra xa thì có được kết quả này. Ok la luôn. Như vậy đúng phải là 2. Tại sao không thể là 4? Mai deninata là gì đấy? Trở nên gì nhỉ? Sau khi trở nên trước khi. Đúng không? Sau khi trở nên trước khi cho đến lúc đang bị vớ vẩn. Không đúng nhá. Đây phải là 2. Với lại tokoro ấy thì thông thường đằng trước sẽ phải là dùng cái dạng gì? Dùng cái dạng về ý chí. Đấy. Phải là sau khi thử làm điều gì đó này. Về ishiteki. Cho nên là dùng naru là sai, phải dùng suru. Có 40. Ningen no no ni kansuru kenkyu de akiraka ni natta koto wa mada hon no ichibu. Sono kenkyu wa chakujitsu ni susunde kita. Nào, về trước là gì đây nhỉ?
cái điều này, cái điều mà trở nên sáng tỏ nhờ cái nghiên cứu liên quan đến não bộ con người ấy. Ma đào hôn nội chi bự, một phần nhỏ nào các bạn thấy cái một phần nhỏ như này thì các bạn sẽ thấy cái ngữ pháp gì sẽ là cái ngữ pháp hợp lý. Chỉ. Đúng rồi, chỉ là một phần nhỏ đúng không? Vậy thì sẽ loại được mấy mấy? 24. 24 ạ. Đúng rồi, chúng ta sẽ loại được mấy? 2 với 4. 24. Loại được 2, loại được 4, đúng không? Còn 1 với 3 nhá, 1 3 gì khác nhau ở tô sư đồ tô và tô ạ. Vậy bây giờ nó vấn đề nó phát sinh đấy là chúng ta sẽ xem là nó dùng cái nào, đúng nhỉ? Nào. Tô sư đồ tô là gì các bạn nhỉ? Giả sử đúng không? Giả sử. Còn tô ạ là gì đấy? Nói có thể nói. Không phải. Tô ạ mọi người chưa học rồi ạ. Còn là 1. Tô ạ là mặc dù. Theo các bạn đây là mặc dù hay là nếu mà mặc dù ạ. Đúng rồi, mặc dù tại sao? Đê ký tạ. Cái vế đằng sau. Đúng rồi, vế sau ngược với đằng trước đúng không? Đúng. Cái nghiên cứu đó ấy, nó sao đây? Nó chà cứ dít xí nghĩ sự dân đê ký tạ nó đã tiến triển một cách khá là vững chắc. Đúng nhỉ, khá là rõ ràng. Đây là chỉ là một phần nhỏ nó đang bị ngược nghĩa nhá. Nên đúng đây phải là đáp án số 3. Đấy, không phải là giả sử này. Loại. Câu số 41. Cái ghi nó một cụ tế kì hoa. Xin so hin no idea o jiju ni dashi au gì đó ga kekyoku joshi ni iken ga yusen sarete owatta. Mục đích của cuộc họp là gì đấy này, là đưa ra một cách tự do những cái ý tưởng về sản phẩm mới. Thế nhưng mà kết cục ấy là ý kiến của cấp trên được ưu tiên đúng không? Đấy, ý kiến được cấp trên ưu tiên và kết cục là nó đã gì nhỉ? Nó đã kết thúc với cái việc gì đấy? Ưu tiên ý kiến của cấp trên à? Đúng rồi. Nào mấy nào? Có thể dùng là ta mẹ có được không mọi người nhỉ? Ta mẹ có được không? Được ạ. Được ạ. Làm sao ta mẹ được được? Ta mẹ không thể được. Các bạn biết tại sao ta mẹ không được không? Ta mẹ không đặt. Ta mẹ nó phải là như này mới được nhá. Noah. Ta mẹ đà này các bạn này. Nguyên nhân là vì. Đấy, ví dụ nhá. Gì nhỉ? Si gen đi. Si gen ga tari na ku natta Noah. Đấy. Dinh cổ gã, đúng không? Dinh cổ gã kêu ghét kỳ, đúng nhỉ? Kêu sốc cử phư ê tà ta mẹ đà. Đấy. Nguyên nhân mà cái tài nguyên bị thiếu ấy là bởi vì cái dân số nó tăng đã tăng lên quá nhanh thì mới dùng ta mẹ được. Hoặc nếu mà không dùng dạng noa ta mẹ thì các bạn phải có A chấm ta mẹ B. Nhưng đây không hề có cái quan hệ nhân quả kiểu đó nên là chắc chắn loại là 2 với 4. Như vậy ở đây phải là 1 hoặc 3. Có nghĩa là ban đầu người ta cứ nghĩ là cứ tưởng là như vậy. Đấy, thế nhưng mà nó lại không phải như vậy. Tiếp theo các bạn thấy nhá, đây là chủ ngữ là mục tích kỳ là câu danh từ. Vậy thì câu danh từ phải có kết cấu là gì đây? N1 qua N2 đề sự đúng không? Đấy. Vậy thì đúng là mấy? Đúng là 1 ạ. Đúng rồi, đúng là 1. 3 sẽ sai. Bởi vì sao? 3 dùng no này. Sai nhá. Đúng đây phải là 1. Câu 1 đấy nó là nếu như chúng ta chọn 1 này thì có nghĩa là ấy, tôi chắc chắn rằng, tôi cứ nghĩ rằng, tôi cứ đinh ninh rằng cái mục đích của cuộc họp ấy nó phải ở cái việc đấy, bình thường chỉ cần dùng là koto no hazu. Nhưng mà đây người ta dùng dạng thức là ở việc gì đó, trọng tâm ở việc gì đó thì có dùng dạng thức là koto ni aru. Ban đầu là tôi cứ nghĩ chắc chắn là cái mục đích của cuộc họp ấy là nằm ở cái việc đưa ra ý tưởng mới với cái tự do. Nhưng mà cuối cùng lại như thế này. Đúng đây phải là 1 nhá. Câu này cũng tương đối khó. Nói chung cái đề này có mấy câu ngữ pháp khó. Câu 42 này. Câu 42 cũng khoai luôn. Rang gyo ga tsuzuite karada wo kowashita toki ni
Jibun no jinsei wa nanani to omotte ten shoku wo kimeta. Cái lúc mà tôi bị hủy hoại sức khỏe bởi vì làm thêm quá nhiều, làm thêm kéo dài ấy, thì tôi nghĩ cuộc đời của mình và tôi đã quyết định chuyển việc. Câu này các bạn chọn mấy? 3, em chọn 3. Chọn 3. 4. Câu này 4. Chắc chắn là phải lắp 4. Vào mới biết được các bạn nhá. 4 ạ. Câu này chúng ta phải lắp vào chúng ta mới biết được mọi người ạ. Giả sử là 1 mọi người nha. Đây. Thì nô đế bạn ai cả là gì các bạn? Bằng cái gì? Đúng rồi, bằng tô mô. Thì nó vẫn đơn thuần là tôi nghĩ là, đúng không? Các bạn thử dịch nhá. À, hai lần hơi thừa nhưng mà vẫn chấp nhận được. Thử dịch này. Khi mà làm thêm kéo dài và cơ thể suy nhược ấy, thì tôi nghĩ là cuộc đời của mình nếu cứ thế này thì tốt, đúng không? Cô no mama narai này, nếu cứ thế này thì tốt, có đúng hay sai? Không, sai. Chắc chắn là sai rồi, đúng không? Loại này. Câu 2 nhá. Câu 2 vẫn vậy, đúng không? Câu 2 là nô đế bạn ai cả vẫn bằng tomo, nó vẫn là cô no mama gai, thì nó cũng tương tự như cô no mama narai. Cứ như thế này thì tốt, đúng hay sai? Sai. Đúng rồi. Vậy còn 3 với lại 4 nhá. 3 với 4 này nó dùng dạng thức là no daroka, nó đang hỏi. Nó đặt ra câu hỏi liệu rằng đấy. Khi như vậy thì tôi nghĩ này, giả sử nếu chọn 3 nhá. Thì tôi nghĩ rằng ấy, cuộc đời mình liệu rằng tốt hơn cứ như thế này. Có hợp lý không? Không ạ. Không đúng không? Không so sánh đúng nhỉ? Loại này. Nên đây phải là 4. Cô biết tại sao là 4 không? Các bạn biết nếu 4 chọn sẽ dịch như nào không? Tôi nghĩ rằng ấy, có tốt hay không? Đúng rồi. Cô nói đi. Nếu cứ thế này, nó là ở trạng thái như thế này, thì liệu rằng có tốt hay không? Đúng rồi, đang đặt ra một cách nghi vấn nhá. Và quyết định là chuyển việc. Nên đúng ở đây phải là số 4. Đấy. À, câu 42 nờ mấy? Không ạ. Được không á? Không, không chơi. Cô no mama học rồi này. No daroka học rồi. Đây là N3. Gọi là sông xanh cho N3. Còn lẽ ra cô no mama N4. Đúng không? Thầy cho N3.5 đi ạ. 41 nào? Hazu. 41 là mấy? Hazu là N4. Hazu là N4. Thế nhưng mà mục cái tích kỳ hoa danh từ thì là N3 mới học nhá. Thôi cho N3 đi. 40. N2 là N1 vì tôi gọi Y N1 mới học. N2 chưa học tôi gọi Y đâu. Câu này. Tokoro. N4 á, sao lại N4? Sau khi A đây là N2 mới học nhá. N4 chưa có học đâu. Câu 38 thì sao? N mấy? Tabakari. Tabakari N4 học rồi đúng nhỉ? Nhưng mà thẻ bị động sai khiến N mới học. N3 sai khiến N4 cũng học mà. Đúng rồi, thực ra ấy là nếu mà giáo viên dạy là họ dạy trong N4 rồi, nhưng mà ở trong chương trình Minano thì chưa có học N4 bị động sai khiến đâu. N3 mới bắt đầu học bị động sai khiến. Đấy, sensei cứu vớt chút danh dự. Rồi tiếp theo. Chúng ta sang phần dấu sao này. Câu 43 nào. Mọi người comment cách xếp nhá. Huyền là 2431. Tuấn 2431, Liễu 2314, Thùy 2314, Hoàng 2314. Chúng ta chữa này. A nói senshu no jugyo doko made susunda? Buổi học tuần trước ấy nó đã học đến đâu rồi? Sanka no bunpo no renshu mondai wo owatta yo. Các bạn thấy này, cái bài luyện tập ngữ pháp của bài 3. Ồ, đằng sau đây phải là cái gì các bạn? Chắc chắn phải là mấy? 2. Phải là 2, phải là động từ đúng không? Ờ, như vậy là chúng ta điền ở đây là tôi tà. Đúng nhỉ? Tiếp theo.
Đằng sau tôi tào sẽ phải là gì? Đằng sau tôi tào phải là ngữ pháp. Hoặc là gì các bạn? Hoặc là danh từ. Đúng chưa? Ngữ pháp hoặc danh từ. Ở đây có ngữ pháp nào đi với thể tào? Có ạ. Tokoro. Ta tokoro ạ. Ta tokoro. Ta tokoro hả? Nhưng rất tiếc tokoro đây không phải ngữ pháp nhá. Tokoro trong trường này mang nghĩa là danh từ các bạn ạ. Quá buồn. Ba này. Tokoro. Sau đấy là mấy? Thế. Tokoro ma de. Kết thúc ở đâu? CC hay nói. Kore de. Overimas đúng không? Bạn nhớ không? À, cái này vận dụng câu nói anh dê hay nói trong các buổi trực tiếp. Ta có cái trước ogata phải là đê, vậy thì đằng trước đây phải là mấy? Phải là bốn. Đúng nhỉ? Đấy, thứ tự đúng là 2 3 4 1 nhá. Các bạn sẽ khoanh đáp án số 4, đó chính xác. Mà đê. Nào câu này nghĩa là gì? Đó là nhá, cái tokoro này không phải là ngữ pháp đâu, không phải là vừa mới đâu nhá. Đến cái chỗ tokoro đây mang nghĩa là chỗ này. À, kết thúc ở nhá. Kết thúc ở này. Ở cho đến cái chỗ, mọi người hiểu ý không? Nếu mà đế chỉ là thời điểm thôi, hoặc là nó là cái từ đi kèm với ogata. Kết thúc cho đến cái chỗ mà gì nhỉ? Chúng ta giải xong cái bài luyện tập ngữ pháp bài 3. Tiếp theo câu số 44 nào. Tuấn 2134, Phương 4213, Thùy 3421, Huyền 4213, Liễu 2134, Hoàng 1342. Đất là Barabara, Hitokuchi ni dio di wa zai dio wa samazama da. Sore zore no mise to itte mo niyotte kare rice. Nào chúng ta có này, từ đầu tiên Hitokuchi. Hitokuchi là gì mọi người? Một miếng. Hả? Hitokuchi là gì? Một miếng miệng của từng người. Đúng rồi, khẩu miệng vị khẩu vị nhá. Miệng khẩu vị này. Các cái nguyên liệu khác nhau đúng không? Mỗi cửa hàng dù nói là tùy vào và cơm cà ri. Rồi câu này thực ra chúng ta dịch nghĩa là sẽ ổn hơn. Thì chắc chắn các bạn thấy có cái dạng thức là giai điều à, samazamada đấy là các nguyên liệu khác nhau ấy, thì nó phải là cái ngữ pháp gì đây? Tùy vào, đúng nhỉ? Như vậy là các bạn sẽ phải có ba là niyote nhá. Đằng trước niyote sẽ là gì đấy? Đúng rồi, đằng trước là danh từ, mà đây có hai danh từ là kare raisu và sorezore no mise. Nhưng mà đây chắc chắn là chúng ta phải lựa chọn số 1 là cái hợp lý nhất. Sorezore no mise niyote, đúng chưa? Như vậy là chúng ta cho được thằng 1 và thằng 3 là ngay trước cái này nhá. Vậy còn gì nhỉ? Còn 2 với 4 thì sao? Tôi tế mộ sẽ đi như nào? 42 ạ. Tôi tế mộ sẽ đi đằng sau danh từ đúng không? Sẽ là kade. Ở kade raisu. Tôi tế. Đúng rồi, 2. Tôi tế mộ. Thùy dịch cái câu này nào? À. Là tuy vậy không phải cái mệnh đề trước à, phải mà tôi tế mẫu trước dù nói là cái món cà ri mà hợp với khẩu vị của mỗi người á. Đúng thì rồi. Là tùy vào từng cái cửa hàng mà có cái nguyên liệu là khác nhau đa dạng. Chính xác, như vậy phải là chọn 2 nhá. 4213 có bạn nào xếp đúng không? Có em ạ. Có Huyền đúng này, 4213 này, Phương này. Tiếp theo câu 45 nào.
Huyền 3124, Thùy 1234, Hoàng 1234, Tuấn 3412, Phương 3412, Liễu 3412. Rồi, chúng ta chữa bài. Tanaka san wa itsumo jibun de wa nani mo shinai. Monku wo iu bakari de hito no yaru koto ni. Các bạn thấy này, Yamada ấy, bản thân thì không làm gì cả, nói phàn nàn. Bakari de của người khác, yaru koto cái việc mà làm. Cái này chúng ta sẽ dịch nghĩa sẽ ok hơn đúng không? Nào. Tanaka ấy làm sao? Chỉ toàn rồi, chỉ toàn nói những lời phàn nàn với việc người khác. Với việc người khác làm, đúng rồi. Vậy thứ tự phải là gì đây? Ba. Ba đúng không nhỉ? Hito no. Ya đúng không? Ya ru. Koto ni, đúng rồi. Monku wo iu ba hai. Bakari de. Đấy. 3 4 1 2 nhá. Các bạn sẽ khoanh đáp án số 1. Tiếp theo câu số 46. Câu 46 này mọi người biết không? Câu này nó lấy cho cả 3 trình độ luôn, N1, N2, N3 đều cho cái câu này vào trong đề thi. Buồn cười. Có bạn học sinh C từ N3 lên N1, thế là lúc chữa bài bảo ơ sao cái câu này quen thế? Hóa ra là được chữa 2 lần trước đấy rồi. Câu 46 này. Phương là 2314, Liễu 3214, Huyền 2314, Tuấn 4321, Thùy 3214, Hoàng 2314. Chúng ta chữa câu 46, bạn John bạn nói như sau. Kono di kai to iu kotoba wa dou iu imi desu ka? Cái từ đi cai này nó mang ý nghĩa gì? À, tashika wakaru nan desu kedo imi datta toyu yō na to omou. Thực ra cái câu này nó mang tính chất hơi cố định đúng nhỉ? Khi mà giải nghĩa cho một cái gì đấy ấy, đấy, nó sẽ mang cái sắc thái là gì đây nhỉ? Người ta sẽ dùng cố định là gì các bạn biết không? Đó là chúng ta sẽ cho cái mấy ở cuối cùng. 4 ạ. Đúng rồi, tôi nghĩ là đấy. Cho 4 ở đây nha. Tô, ô mơ. Nào trước tô mơ là thẻ thường đúng không? Vâng, 1 ạ. Thẻ thường thì có 1 với lại 2 là thẻ thường. Đấy. Đấy, vấn đề là chúng ta phải xếp cái gì? Chúng ta xem đã. Các bạn có này, dạng thức cố định nhá, trong trích dẫn ấy sẽ là tô you. Xong là mấy biết không? 3, yona. Đấy, được chưa? Tô you yona là dạng cố định. Vậy bây giờ chúng ta xếp được mấy nhỉ? Chúng ta xếp được 2, 3 vào như vậy thì đằng sau Yona sẽ phải là gì các bạn? Một ạ. Đằng sau một Yona ạ. Phải là danh từ đúng danh không? Danh từ. Ờ, vậy là Imi là hợp lý rồi. Đấy, vậy thì chính xác là 2, 3, 1, 4. Câu này nghĩa gì hả Huyền? Nó có nghĩa là tôi nghĩ là chính xác. Sao ta cái ý nghĩa nó giống như là Wakaru. Đúng rồi. Tôi nghĩ là ấy, cái ý nghĩa nó giống như là ấy, Wakaru. Tiếp theo câu số 47 nhá. Câu cuối cùng của phần sau này. Anh 3. Liễu 1243, Thùy 1342, Tuấn 1342, Huyền 1324, Phương 1342. Câu 47 này. Mai toshi gogakusha no 30% ga nanya ni kono shiken ni gogaku suru no wa kantan dewa nai daro. Jimu keikensha toyu watashi ga koto kara suru to mi keikensha no. Các bạn thấy này, về trước nhá, nó là
30% người đỗ đúng không? Đấy, hàng năm này, hàng năm 30% người đỗ. Đằng sau ấy, đấy là cái việc mà đỗ kỳ thi này có lẽ là không đơn giản. Đây là gì đây nhỉ? Cái gì đấy gọi là đúng không? Gọi là cái người mà có kinh nghiệm thực tế. Tôi này, nếu mà nhìn từ cả đá xếp tôi, nếu mà nhìn từ cái việc đấy, không có kinh nghiệm, nào chúng ta sẽ xếp được như thế nào đây? Watashi này, đúng nhỉ? Nó sẽ đi với từ nào các bạn? Mikekensha. Đúng rồi, Mikekensha. Cái số 4 ấy, nó sẽ đứng trước. Mikekensha no 2 là watashi ga, đúng không? Là gì nhỉ? Là người không có kinh nghiệm như tôi ấy thì sẽ làm sao đây? Cái việc đỗ cái kỳ thi này là không đơn giản. Nếu mà xếp như này thì chúng ta chọn luôn đáp án là mấy nhỉ? Là 4 rồi đấy. Bởi vì cái dấu sao nó ở đây. Vậy hai cái còn lại xếp như nào các bạn? 1 3. 1 3 hay 3 1? Từ cái việc gọi là nhá. Đấy, như vậy phải là 1 Jimu Kekensha Toyu. 3 là Koto kara Suruto. Đấy. Phương dịch cho câu này nào. Hàng năm thì những cái người 30% cái người đỗ đều là từ những cái người mà đã có kinh nghiệm, nên cái người mà chưa có kinh nghiệm như tôi thì cái khả năng cái được đỗ cái bài thi này là không dễ dàng. Đúng rồi, từ cái việc mà đúng nhỉ, từ cái việc mà hàng năm cái 30% đỗ 30% là những người mà đã có kinh nghiệm thực tế rồi, cho nên là tôi là người không có kinh nghiệm ấy thì cái việc đỗ nó có lẽ là không đơn giản chút nào. Như vậy là 4 nhá. Tiếp theo bài ngữ pháp đoạn văn. Nãy thì gọi những bạn nào rực rối nhỉ? Nãy là gọi Hoàng này, Liễu này, Phương này đúng không? Với lại Thùy à? Em mới chỉ ngữ pháp thôi. Với ai? Ai nữa? Bạn nào? Bánh mì nhau. Huyền đúng không? Rồi bây giờ thì gọi các bạn kia nhá. Nào đoạn đầu tiên thì mời Quế sẵn nào. Hey, Terebi dạ dọc si đều ạ. Yoku ketsu ke seikaku handan. Ketsu eki gata. Ketsu eki gata. Ketsu eki gata seikaku handan. Cứ đọc đi, đọc tiếp đi. Tôi sẽ đánh ra cho các bạn đọc thôi. Tori Agareta báo về tạp chí ấy, thì thường được đăng lên là cái nhóm máu ấy thì nó phán đoán được cái tính cách ạ. Đại ý là như thế. Ở trên tạp chí đúng không nhỉ? Hay là ở trên TV ấy thì người ta thường đưa ra cái gọi là đánh giá đúng không? Phán đoán tính cách thông qua nhóm máu. Kore wa ketsu eki gata niyotte seikaku ga kimatte iru. Cái điều này ấy, thì nhờ vào cái nhóm máu ấy thì quyết định đến cái tính cách. Ikaereba ketsu eki gata ga qua wakareba. Cái này là tai kê đúng không? Đai tai no seikaku mo wakaru toyu desu. Cái 48 phải điền nha. Nếu mà nói cách gì đây? Nếu mà nói cách khác ấy thì cái nhóm máu ấy mo wakaru. Wakareba là gì? Nếu mà hiểu chứ, nếu mà biết chứ đúng không? Nếu mà biết cái nhóm máu ấy thì nếu nói cái khác, nếu biết nhóm máu thì hiểu được cái tính cách đại khái thì có thể hiểu đại khái cái tính cách. Đúng rồi, 48 phải điền này. Nào, bằng này cái nào?
Các bạn comment đi. Thôi các bạn comment, các bạn cho lớp comment đi. Tại vì cái bài này cũng chưa cho đưa ra đáp án mà. Bạn nào chưa làm thì comment luôn nhá. Bạn nào làm rồi thì chọn. Em nghĩ là đáp án 3 này. Thùy 3, Phương 2, Tuấn 4. Quế Sằng cũng chọn 3 đúng không? Huyền 2. Nào, tên là cái điểm, mono là cái thứ, ba ai là cái trường hợp, kịch cả là kết quả. Có thể là cái trường hợp được không các bạn? Tự nhiên là cái trường hợp mà nói là không phải đúng không các bạn? Nó phải là cái gì đây? Cái điểm. Cái thứ. Đúng rồi, nó phải là cái thứ. Có biết là cái thứ này là cái gì không? Cái thứ này là chính là cái gì? Cái cô rê đây này. Đúng rồi. Cô rê là chính là cái gì đây? Chính là cái gọi là phán đoán tính cách. Phán đoán tính cách qua nhóm máu. Đúng rồi. Nó là cái thứ. Đây là tối ưu để giải nghĩa cho nó đây này. Đấy. Với cái ý nghĩa như vậy. Không phải là trường hợp. Không phải là cái điểm hay là cái gì nhỉ? Còn một từ nữa là từ gì đấy các bạn? Tên. Kịch cả là kết quả. Đúng không? Không phải. Bởi vì chưa nhắc đến kết quả nào hết. Chỉ là đang giải nghĩa cho cái danh từ. Kết giữa Kigata, xe các handan là gì thôi. Nên đúng nhất phải là mono. Đoạn thứ hai, em xin mời Thùy nào. Kết giữa Kigata, xe các handan như yoru to, hito no xe các hito no xe các wa A gata, B gata, O gata, AB gata no kết giữa Kigata血液型に決まっているのだそうです。Thì là dựa vào cái việc phán đoán tính cách thông qua nhóm máu đó thì nghe nói rằng là đã quyết định được những kia không phải đã quyết định em ạ, không phải đã quyết định, nó là nó không phải kimeru, nó là kimaru, có nghĩa là cái gì đó được quyết định. Cái tính cách của con người được quyết định. Đúng rồi, được quyết định. Bởi các nhóm máu như là nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu và AB. Tiếp theo. Shikashi kono seka ni wa nanju oku ni mono hito ga. Nhưng mà là ở trong cái thế giới này thì là có không biết bao nhiêu oku là điều à. Ô cự là bao nhiêu? Ô cự là 100 triệu đúng không? Ờ, mà thêm chữ thập vào là 10 triệu là 10 lần 100 triệu là tỷ đúng không nhỉ? Vài tỷ người nhá. Cụm này là vài tỷ người này. Trên thế giới này vài tỷ người gì đấy? Phía sau nào? Hito no sekatsu wo datta jun jiu chiu rui ni. Jun chiu rui. Bung rui. Bunri suru koto ga. Hôm nay em chọn đáp án 4 ạ. Thế đã hỏi em chọn đáp án mấy đâu mà chưa kéo xuống đã em chọn đáp án 4 rồi. Nào dịch cái về sau đã nào. Thì là cái việc mà phân loại thành bốn cái loại hình. Phân loại cái gì? Phân loại cái tính cách của con người. Cái việc phân loại tính cách con người thành bốn loại á. Thành chỉ bốn loại rồi. Bây giờ các bạn khác nhá. Các bạn khác trong lớp chọn đáp án của câu số 49. Bạn Thùy bạn đã chọn 4. Tí nữa sẽ đưa vào bọn nào dịch thì đừng có nói trước đáp án nhá. Mà chưa chắc bạn Thùy bạn đã đúng đâu. Đừng nghe bạn ấy là sai. Có khi sai đấy. Em toán sai thôi. Huyền từ 2 sửa thành 1, Phương 2, Hoàng 4, Liễu 2. Rồi các bạn thử lắp vào xem nhá. Giả sử như nếu chúng ta chọn 1 nhá, cái này là dịch nghĩa các bạn ạ. Bởi vì sao? Chẳng hạn như nếu mà chúng ta chọn 1 này, các bạn còn nhớ vế đầu tiên không? Bởi vì gì nhỉ? Bởi vì trên thế giới có hàng tỷ người, cho nên làm sao? Có thể suy nghĩ không? Nô đế quả nai cà này nó chính là nghĩ thôi, nó vẫn là khẳng định đúng không? Nên tôi nghĩ là có thể phân loại tính cách dựa vào bốn cái đấy, có hợp lý không các bạn?
có vài không, tỷ người mà có thể không nói. Có hàng tỷ người mà chỉ phân lại loại làm bốn cái là người ta đang không 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 chấp nhận điều đó nhá. Trên chọn như này là sai này, một sai. Hai thử xem nhá. Bởi vì trên thế giới có hàng tỷ người cho nên là cảm thấy nghi ngờ là liệu rằng có thể phân loại chỉ trong bốn nhóm không. Đúng hay sai? Sai ạ. Tại sao sai? Sai lại là tôi nghĩ là được. Tại sao không thể là tôi nghĩ là? À, tại sao không thể là tôi nghĩ là? Thì cái này vấn đề nhiều người mà đâu phải. Không, nó không liên quan luôn, đúng không? Một cái bài viết, đúng nhỉ? Một cái bài được đăng lên tạp chí hoàn toàn có thể dùng cái quan điểm của mình để cho vào chứ. Nó không phải là nó sai ở chỗ là tôi nghĩ là hay là không nghĩ là, mà nó cái vấn đề chính ấy là cái gì nhỉ? Cái cách người ta dùng có đúng hay không ấy, cái ý người ta dùng có đúng hay không? Các bạn thử ngẫm lại xem cái ý nghĩa đúng không nhá. Đây các bạn nhìn này. Đây là tôi đang cảm thấy, tôi đang nghĩ một cách rất là nghi ngờ là liệu rằng có thể, bởi vì trên thế giới có hàng tỷ người cho nên tôi đang nghi ngờ là liệu rằng có thể phân loại tính cách chỉ với bốn cái không. Nào, chưa biết đúng không? Thế ba nhá, chính vì có hàng tỷ người cho nên là không thể nghi ngờ rằng có thể phân loại chỉ vào bốn cái, đúng hay sai? Sai. Chắc chắn là sai đúng không? Bởi vì sao? Không thể nghi ngờ rằng. Không thể nghi ngờ tức là gì? Tức là điều đó là khẳng định điều đấy. Là khẳng định điều đấy, đúng không? Sai này. Còn câu 4 nhá, chính vì có hàng tỷ người cho nên là có thể nghĩ rằng đã không thể phân loại thành bốn cái. Không đúng. Không đúng đúng không? Biết sao không? Vì nó có phải là đã không thể không? Người ta đang phân loại thành bốn cái sao lại đã không thể được? Đúng chưa? Thì bị sai nhá. Như vậy đúng đây phải là 2. Đấy. Nếu mà người ta sửa cái 4 ấy thì bạn biết không? Dekinai. Đúng rồi. Dekinai no dato thì đúng. Thậm chí còn đúng hơn cả B. Nhưng vấn đề là dekinai cả tà là sai. Đúng đây phải là B này. Người ta không phủ định hẳn ra mà người ta nói là ấy, tôi cảm thấy nghi ngờ là liệu rằng có thể phân loại tính cách chỉ với 4 cái được không? Thì với cái kiểu nô ca như này là người ta đang nghĩ là cái chiều hướng ngược lại đấy, nên là đúng đây phải là 2 nhá. Đây phải là 3, đây cũng là 2 luôn này, mono này. Tiếp theo nào, đoạn thứ 3. Đoạn thứ 3 thì sẽ mời Tuấn nào. Cái chữ eki gata wa oyakara ko e no iye ni jotte yonfuru no uchi monogata ni naru ka ga kimarimasu. Thì do cái di chuyển từ cái nhóm máu mà di chuyển từ bố mẹ sang con, thì trong bốn cái nhóm này thì nó sẽ được quyết định là cái nào. Đúng rồi, nhóm máu nhá, đúng không? Nhóm máu này nhờ sự di chuyển từ bố mẹ sang con ấy, đúng không? Nó sẽ được quyết định là nhóm nào trong số bốn cái trên. Tiếp theo. Chimari nani nani wa umarete kara shin mage kawaru koto wa hobo arimasen. Thì tóm lại là cái gì đó đúng không? Vâng. Thì từ lúc sinh ra đến lúc mất đi ấy, thì nó sẽ không mấy thay đổi. Không mấy thay đổi. Rồi. 50A sẽ đang phải để đấy để tí điền đúng không nhỉ? Tiếp theo nào. Ippo nani ni wa doesu ka? Nani ni kasite ieba kurumo no koto no toki wa gamma gamma ga nigate datta ko ga cái này thì sẽ thế nào thì như thế nào?
rồi liên quan đến cái này thì liên quan đến cái 50C, nếu mà nói liên quan đến 50C thì đứa trẻ mà từ khi còn bé ấy, à cái tính cách chưa, cái tính cách mà khi còn trẻ cái còn đứa bé trẻ mà này, cái đứa trẻ mà lúc còn bé nó gamanga nigate, nó được không giỏi chịu đựng. Vâng. Khi cùng với sự trưởng thành thì đúng rồi, cùng với sự trưởng thành thì không ít cái trường hợp nó trở nên gamang để kia được. Có thể chịu đựng được, đúng không? Có thể kiên nhẫn được. Rồi các bạn nhé, 50 A, B, C nhìn câu thì tưởng đơn giản, nhưng câu này có khi dễ nhất trong bài. 50 A này, 50 B, 50 C nào, mọi người comment cho anh C nhá. Nhìn cồng kềnh nhưng hóa ra lại không cồng kềnh. Chọn còn lập luận còn dễ hơn cả câu 49 hay là câu 48. Phương 3, Thùy 4, Tuấn 3, Hoàng 4, Huyền 3, Liễu 4. Rồi, chúng ta xem mọi người nha. Các bạn nhìn nhá. Đầu tiên này, chúng ta có 50A nhá. Có nghĩa là cái gì đó từ khi xem đến khi mới đi nó không thay đổi. Hầu như không thay đổi. Các bạn thấy Tsumari là nó đang gì đấy? Nó đang gì nhỉ? Nó đang tóm lược lại cái đằng trước đúng không? Nó giải thích lại cho cái đằng trước, mà cái đằng trước đang nói về gì? Nhóm máu. Đúng rồi, đang nói về nhóm máu. Đấy, vậy thì cái 50A phải là cái gì? Nhóm máu. Đúng rồi, phải là nhóm máu. Chính xác. Vậy là chúng ta loại được mấy? 4 2 ạ. À 1 2 quên. Loại 1 2 chứ. Loại 1 2 ạ. Loại 1 2. Tiếp theo nhá. 3 4 là đầu tiên đều là cái này rồi. B đều là cái này rồi. Chỉ khác mỗi cái C thôi. Đấy. Nhưng mà gọi là để gì nhỉ? Để hiểu hơn một chút thì chúng ta xem qua một chút cái B này. Cái B bắt buộc phải điền là tính cách rồi. Các bạn nhìn câu tiếp người ta nói nhá. Ipo này, mặt khác, vậy thì phải một cái yếu tố khác đúng không? Mặt khác thì tính cách sẽ thế nào đây? Tính cách thế nào đây? Nếu nói liên quan đến tính cách. Đúng rồi. Tính cách chứ làm sao mà tự nhiên lại nhóm máu được? Bởi vì sao? Đang hỏi gì? Đang hỏi là tính cách thế nào đây thì phải nói về tính cách, mà đằng sau này đang nói đến tính cách nhóm máu hả? Tính cách. Cũng này, cũng đằng sau đây này, đằng sau là tính cách đúng không? Đấy. Vậy thì câu này chúng ta sẽ phải chọn đáp án là 3. Rồi. Không phải là 4 nhá. Đấy. Tiếp theo. Hơi lập luận chút. Nào Huyền nào. Huyền dịch cho CNC từ đây đến đây nha. Chú sanh yêu đi tổ thì vô mô kết chế gà tà gà tù nà xe gà cả tuy cô tổ kỳ tê xí ra nà y chí nhị dì bưng mô xe gà cử gà xô mô xe gà cử nhị chí gà dư y tê xí mát tê rư tuy cô tổ mô á rư xô đế đối giải quả. Mà ta theo một cái cuộc điều tra nó thì nghe nói rằng là cái việc trong cái lúc mà khi nghe cái việc nghe trong từng đúng đấy quên âm cái nhóm máu của bản thân khi nghe cái việc là tính nhóm có phải nghe không có phải nghe không hỏi ạ. Đúng rồi, hỏi đúng nhở, hỏi cái việc là nhóm máu của bản thân ấy thì sẽ có tính cách như thế nào. Đúng rồi, thì sẽ có tính cách như thế nào. Và trong và thì trong vô trong thức lúc mà chúng ta không vào vô thức, trong lúc vô thức thì tính cách của cá nhân đã tiến lại gần cái tính cách đó. Nào tính cách đó là tính cách gì? Tính cách theo nhóm máu ạ. Đúng rồi, tính cách theo nhóm máu. Đấy. Theo một cuộc điều tra nọ ấy thì gì nhỉ? Thì nghe nói là khi hỏi là tính cách của bản thân ấy là theo cái nhóm máu của bản thân chứ, là theo cái nhóm tính cách như thế nào ấy, thì trong vô thức đúng không nhỉ, cái tính cách của bản thân nó sao đấy, nó lại tiệm cận, nó gần với lại cái tính cách theo nhóm máu. Đoạn tiếp theo xin mời Phương nào. Hey, watashi wa
Aigata da kara koyu sekatsu nan da toyu omoi komi de sekatsu ga sukurarete iru sekaku sekaku nya hai sekaku ga sukurarete iru kanose mo hite dekinai toyu mono desu. Bằng cái lầm tưởng rằng vì tôi là nhóm máu A cho nên tính cách của tôi là như thế này. Đúng rồi. Thì cái khả năng, cái tính cách mà có khả năng được xây dựng nên. Ủa, nó bị phủ định á? Chúng ta không thể phủ định được cái khả năng rằng. Chúng ta không thể phủ định được khả năng rằng tính cách được xây dựng được nên. Xây dựng nên bởi cái nhóm máu á. Bởi cái lầm tưởng này, đúng không? Có nghĩa là gì đây? Có nghĩa là người này cứ tin rằng là mình là nhóm máu A, mình có tính cách như vậy, và người ta cứ đinh ninh rằng vào như thế, và cuối cùng nó lại hình thành tính cách như thế này theo cái suy nghĩ này. Đấy, hiểu ý không? Dạ. Câu 51 nào? Câu 51 ạ. Nhầm. 51 là câu hỏi đấy gì nhỉ? 51 là liên từ. Liên từ. Ừ. Tiếp nào. Sẽ các cụ tổ cái sự eki ga tại nị kanke ga kanke wa aru toyeru kamoshiremasen ga sore wa cái sự eki ga tại de sẽ các cụ ga kimaru toyu koto de arimasen. Cái có thể nói rằng có lẽ này có thể nói rằng đúng rồi cái tính cách và cái nhóm máu liên quan đến nhau. Đúng thế rồi. Nhưng thế nhưng nhóm máu thì thế nhưng điều đó thế nhưng điều đó thì không thể nào quyết định được rằng là thế nhưng điều cách... đó không có nghĩa là nhá không có nghĩa là tính cách quyết định bởi nhóm máu ạ. Đúng rồi, cái 51 phải điền cái gì mọi người quan sát nhá. Nào mọi người chọn đi. Câu 51. Phương 1, Hoàng 4, Huyền 1, Quế 1. Nào các bạn quay lên các bạn xem câu số 51. Câu 51 đây. Các bạn nhìn về trước nhá. Đằng trước nó bảo gì đây? Là không thể phủ định được cái khả năng là gì đây? Tính cách được tạo ra, đúng nhờ, nhờ cái gì nhờ, nhờ cái suy nghĩ cho rằng là à nhóm máu tôi là vậy nên tính cách tôi là vậy, xong là cái ngay đằng sau nhá nó lại là à vậy thì tính cách và nhóm máu ấy nó có thể nói là có quan hệ với nhau đấy, vậy thì phải làm cái mấy, cái số 1 này soreka honto naraba nghĩa là gì đây, nếu điều đó là sự thật. Có nghĩa là nếu cái điều mà người ta đưa ra cái ví dụ phía trước là sự thật ấy thì có thể khẳng định, hợp lý không mọi người? Có đúng không? Đúng, đây là án một luôn đấy. Hai, tại sao sai? Soreto kraibetemo không có so sánh với cái đó, không có so sánh đúng không nhỉ? Loại ba thì sao? Điều nên làm. So aru beki na no ni. Nào, so aru koto na no ni có nghĩa là gì các bạn? Mặc dù có cái việc như thế. Nên có đúng không? Nên có như thế ấy vậy mà. Không phải. Loại này. Bốn là gì nhỉ? Sore ga jente de nakatara. Nếu cái điều đó ấy, nó không phải là gì đây nhỉ? Tiền đề. Nó không phải là tiền đề là sai. Nếu như là sore ga jente nara thì đúng đấy nhá. Nếu cái đó là tiền đề thì có thể khẳng định được điều đó. Nhưng mà đây là chủ định là sai. Nên phải là một. Đúng nhỉ? Vậy thì cái câu này khi điền là một vào ấy có nghĩa là gì? Nếu như cái điều mà người ta nói phía trước là đúng, có nghĩa là người ta cứ đinh ninh, cứ lầm tưởng là nhóm máu mình quyết định tính cách, dẫn tới cái tính cách được hình thành như thế, thì có thể khẳng định được một phần là như vậy.
nhưng mà nó không mang nghĩa là nó không phải hoàn toàn là cái tính cách ấy sẽ được quyết định bởi nhóm máu đâu. Rồi câu cuối cùng này, xin xem mời Liễu nào. Ủa, đâu rồi? Hai. Cô kangae ru to yappari ketsu eki kata ni jotte seikaku ga tatta jon shurui ni wakerareru to ga. Năm hai. Nào về trước đã nào, cái phần trước, cái phần phải điền là gì đây? Nếu mà nghĩ như vậy thì quả nhiên nhóm máu tính cách sẽ tính cách được phân chia đúng chỉ rồi. Được phân chia được bởi, phân chia chỉ thành bốn loại bởi nhóm máu ạ. Bởi nhóm máu là làm sao đây đúng không? Hay. Các bạn xem trên câu số 52 nha, câu cuối cùng của chúng ta rồi. Tuấn 4, Liễu 4, Thùy 3, Huyền 3, Hương Quế 3, Hương Quê 3, Inaka no Kaori 3, Budo no Pang 3, Tama no Tsui 3, Yanagi 4, Chisana Kambashi 4, Kote hay là Kiro này không biết 3. Rồi chúng ta chữa bài này. Tuấn cái gì đây? W cái gì đây hả Tuấn? Tuấn là Shun nhá, trong tiếng Anh Tuấn là Shun. Nào theo mọi người nhá, nếu suy nghĩ như thế này đúng không, là suy nghĩ như thế nào đây? Nội dung ở đâu? Bên trên. Bên trên đúng rồi, bên trên nó đang làm sao? Nó đang phủ định đúng không? Ừ. Nó phủ định, nó bảo là tính cách không được quyết định đúng không? Có phải là điều đó không có nghĩa là tính cách được quyết định bởi nhóm máu, có nghĩa là tính cách không được quyết định bởi nhóm máu một cách hoàn toàn đúng chưa? Vậy thì như vậy cái đằng sau này sẽ là khẳng định hay phủ định hả? Cái năm 2 điền ấy sẽ là khẳng định hay phủ định. Động từ đều là động từ nói đúng không? Đây đang là phủ định. Tính cách được phân chia chỉ thành bốn loại bởi nhóm máu nhá, là phải là phủ định hay khẳng định hả? Phủ định. Đúng rồi, phải là phủ định. Bây giờ xem này, loại được cái nào là khẳng định? Có một cái đây là khẳng định đấy. Một ạ. À không, phi không. Không, ba một không phải là khẳng định đâu. Ba. Đúng rồi. Ý này của tổ an này, này của tổ an này là gì? Này của tổ an này là không phải là không. Không phải là không thể là không. Không thể không phải là không. Không phải là không thể nói, tức là sao? Có thể nói loại nhá. Còn 1, 2, 4 đều là phủ định. Các bạn lưu ý là cái 4 này này, đừng có thấy nồi đấy bạn ai này bảo là phủ định, nó chỉ là gì thôi? Chẳng phải là... Nó chỉ là tô mô thôi, tôi nghĩ là đúng không? Nào 1 nào, tại sao sai? Biết không? Cô này Tê cô na cà tà nghĩa là gì? Không đến. Đã. Nó đã đến rồi. Đã. Có khứ ạ. Đây là dạng gì nhỉ? Đây là dạng phủ định của động từ tê cư rự các bạn nhá. Tê cư rự đúng không nhỉ? Sẽ chia ở dạng tê cô na cà tà, nhưng thực ra cũng rất là hiếm khi người ta chia như này. Một cái điều từ quá khứ đến hiện tại. Ở đây có phải là người ta đang nói một điều từ quá khứ đến hiện tại không? Không phải. Điều này vẫn đã được khẳng định đúng không nhỉ? Nên là loại cái này này, cách dùng cũng chưa, nói chung cũng chưa giờ sensei thấy là iwarete konakata bao giờ cả. Có thể là chưa đọc nhiều, chưa biết, nhưng mà chưa bao giờ thấy cái dạng thức là thể bị động xong lại te konakata như này. 2 sao?
Iwarete inai no desho. Hả? Ngữ pháp mà to iwareru mọi người có nhớ là gì không? To iwarete iru này. Người ta nói cho rằng đúng không? Ừ, người ta cho rằng, người ta nói rằng. Thì tương tự to iwarete inai đúng không nhỉ? Có lẽ người ta không cho rằng. Thì theo mọi người ở đây là có lẽ người ta không cho rằng, hay là tác giả là tôi cho rằng là không thể nói rằng như thế. Theo bạn cái nào đúng hơn? Ờ, tôi ạ. Tác giả. Đúng rồi, tác giả. Bởi vì sao tác giả biết không? Tại sao lại là tác giả? Bài này đăng tạp chí, vượt xếp xin. Đúng rồi, đây này. Đây là một bài viết được đăng trên tạp chí nhá. Là suy nghĩ quan điểm của tác giả, đúng chưa? Kết luận lại cô căng nghe từ tôi ấy. Yahari. Yahari là cái cách nói là hoàn toàn mang tính chất kiểu chủ quan, đúng là siêu cẳng. Do vậy hợp lý nhất câu này phải là đáp án số 4 chứ không phải là đáp án số 2. Nên là phải là yombang này. Đấy. Từ cái suy nghĩ đấy cho nên là gì đây nhỉ? À chẳng phải là ấy, chúng ta không thể nói rằng chúng ta sẽ chia cái tính cách thành 4 loại theo nhóm máu được. Đấy, như vậy đúng là yom nhá. Thì đấy là cái phần chữa bài bổ sung của chúng ta. Hai. Rồi hôm nay chúng ta sẽ kết thúc đây. Hẹn gặp lại mọi người vào tối thứ 6 nhá. Minasan, kyou no jiu yo kore de owarimasu. Seichou itadaki arigatou gozaimashita. Minasan mata ne. Oyasumi nasai. お疲れ様でした。 ありがとうございました。 皆さんおやすみなさい。 おやすみなさい。 おやすみなさい、皆さん。 はい、おやすみ。